Thưa quý vị và các bạn, trong một vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, có nhiều đối tượng tham gia gây án. Sau khi sự việc xảy ra, đối tượng chủ mưu cầm đầu đã dựng lên một kịch bản, yêu cầu đàn em học thuộc để đối phó với cơ quan điều tra nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của các kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm, vai trò của từng đối tượng trong vụ án đã được làm rõ. Các đối tượng lần lượt bị khởi tố và đưa ra truy tố trước pháp luật. Đây là một minh chứng cho thấy chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra nhằm chống oan sai, bỏ lọt tội phạm của ngành kiểm sát nhân dân thực sự đã và đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Dương Văn Mãnh, sinh năm 2001, trú tại xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, là một trong 6 đối tượng tham gia vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 10 tháng 4 năm 2019 tại phường Phú Hà, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Mãnh là một trong 2 đối tượng mà Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Phan Rang, Tháp Chàm đã kiên quyết yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố bị can bởi có đủ căn cứ cho thấy đây là đối tượng đóng vai trò đồng phạm trong vụ án. Dù sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương, nhưng Mãnh vẫn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố, đồng thời phát lệnh truy nã toàn quốc và giờ đang sắp sửa bị đưa ra truy tố trước pháp luật vì hành vi phạm tội của mình. Quán Cá Nướng, phường Phú Hà, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm là nơi xảy ra vụ án cách đây gần 2 năm về trước. Tại đây, một nhóm đối tượng do Nguyễn Hoàng Khoa, sinh năm 1979, trú tại xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, cầm đầu, đã có hành vi dùng gậy và dao đánh, chém gây thương tích cho anh Kiều Thanh Thoảng với tỷ lệ 26%. Nguyên nhân là do trước đó, trong lúc nói chuyện qua điện thoại giữa Nguyễn Hoàng Khoa và anh Kiều Thanh Thoảng đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Khoa đã huy động nhóm đàn em của mình tìm anh Thoảng để đánh trả thù. Ngay từ lúc đầu thì cơ quan cảnh sát điều tra xác định là bị hại, cái mối quan hệ của bị hại rất phức tạp, không lấy được khai được của bị hại, tại vì bị hại khi đó rất say và hoảng loạn. Thì khoanh vùng các đối tượng thì xác định được một nhóm đối tượng. Tuy nhiên là ngay trong đêm đó đi gom các đối tượng về thì không có đối tượng nào cơ quan điều tra gom được, tại vì các đối tượng nó bỏ trốn. Thì mãi sau này thì chúng tôi tập trung đấu tranh làm rõ thì đối tượng Nguyễn Hoàng Khoa là đối tượng chủ mưu cầm đầu, thì sau khi thực hiện hành vi, sau khi chỉ đạo cho đồng bọn thực hiện cái hành vi vi phạm thì đã lên kế hoạch cho 2 đồng bọn chính, đó là Nguyễn Thái Luân và Dương Văn Mãnh để trốn vào Đồng Nai. Đồng thời khi mà ở ngoài này là đã trực tiếp liên hệ với lại bị hại để nhằm mua chuộc và yêu cầu bị hại bãi nại. Tuy nhiên là với tính chất mức độ của cái vụ án thì cơ quan điều tra đã động viên bị hại đi giám định để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. Sau khi mà tiếp nhận nguồn tin của cơ quan điều tra thì tôi đã chỉ đạo kiểm sát viên thủ lý cái nguồn tin giải quyết tin báo tố giác tội phạm này, đề ra các yêu cầu xác minh, đề ra các yêu cầu điều tra để củng cố các chứng cứ và các tài liệu khác, và sau đó thì đánh giá chứng cứ và đi đến quyết định khởi tố vụ án mà khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Khoa cùng đồng bọn phạm tội cố ý gây thương tích. Với những chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Khoa và Nguyễn Thái Luân. Đồng thời, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng này. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra chỉ bắt được Luân, còn Khoa bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 11 tháng 11 năm 2019, biết không thể trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, Nguyễn Hoàng Khoa đã đến cơ quan công an đầu thú. Quá trình lấy lời khai ban đầu, Nguyễn Hoàng Khoa và Nguyễn Thái Luân luôn quanh co chối tội, thường xuyên thay đổi lời khai, gây khó khăn cho hoạt động điều tra. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ, đấu tranh quyết liệt của các điều tra viên và kiểm sát viên, hành vi, vai trò của từng đối tượng tham gia trong vụ án từng bước được hé lộ. Theo đó, Nguyễn Hoàng Khoa là đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, huy động và chỉ đạo nhóm đàn em đi tìm anh Kiều Thanh Thoảng để đánh trả thù. Sau khi gây án, theo sự chỉ đạo của Khoa, nhóm đối tượng gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương để trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật. Đồng thời, Khoa đã viết nội dung khai báo gửi cho cả nhóm, yêu cầu học thuộc để đối phó với cơ quan điều tra. Còn Luân là người đã chở Khoa đi tìm anh Thoảng. Khi hai bên xảy ra ẩu đả,
Luân là người đã chạy vào quán, lấy dao chém anh Thoảng gây thương tích nặng. Tôi có nói giỡn chọc một câu, nói mai mày rảnh không đi uống tin hay là mày uống cà phê. Thì Thoảng hiểu lầm tôi, nói tôi thì đòi quýnh Thoảng chảy máu đầu, thì tin là chảy máu đầu. Nên Thoảng uống rượu say vô ở trong quán trước, điện thoại chửi tôi rồi chặt tay chặt chân tôi. Tôi đến quán để hỏi cho rõ đầu đuôi, nhưng mà không ngờ Thoảng có bọc cái cây súng điện trong người á. Thoảng bắn tôi, tôi né được, cầm cái che tôi đánh Thoảng mấy cái trên vai á. Quá trình làm việc, cơ quan điều tra và viện sát trao đổi về vụ án thì các đối tượng đã động viên một đối tượng là tự thú để khai nhận toàn bộ các hành vi vi phạm của mình, nhằm che giấu những hành vi vi phạm của những đồng bọn khác, gây rất là khó khăn cho cơ quan điều tra. Trong quá trình kiểm sát điều tra vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm nhận thấy, ngoài hai đối tượng Nguyễn Hoàng Khoa và Nguyễn Thái Luân đã bị khởi tố, vụ án còn có sự tham gia của hai đối tượng là Lâm Hoàng Nam và Dương Văn Mãnh với vai trò đồng phạm, nên đã yêu cầu cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố đối với hai đối tượng này. Bởi với những chứng cứ thu thập được, có đủ căn cứ xác định Nam là người thống nhất ý chí xin đi cùng nhóm của Khoa từ đầu và đã trực tiếp dùng gậy tre đánh anh Thoảng. Còn Mãnh là người thống nhất ý chí cùng cả nhóm đi tìm anh Thoảng đánh trả thù. Mãnh đến quán cá nướng sau cùng. Khi thấy Khoa bị anh Thoảng dùng chích điện tấn công, Mãnh đã lao vào dùng hung khí tấn công anh Thoảng gây thương tích nặng. Tuy nhiên, đến ngày 3 tháng 2 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm chỉ ra quyết định khởi tố thêm bị can Lâm Hoàng Nam. Kết thúc giai đoạn điều tra, ngày 4 tháng 3 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra chuyển hồ sơ vụ án đề nghị Viện Kiểm sát truy tố đối với 3 bị can là Nguyễn Hoàng Khoa, Nguyễn Thái Luân và Lâm Hoàng Nam về tội cố ý gây thương tích. Nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm nhận thấy lời khai của bị hại, người làm chứng và các bị can còn có nhiều mâu thuẫn, cần tiếp tục điều tra làm rõ để xác định đúng nội dung, diễn biến hành vi phạm tội. Mặt khác, với những chứng cứ thu thập được, theo quan điểm của kiểm sát viên, ngoài 3 đối tượng đã bị khởi tố, còn có 3 đối tượng là Lương Đình Huy, Dương Văn Mãnh và Nguyễn Đức Thiện có mặt tại hiện trường cùng tham gia thực hiện hành vi gây thương tích cho anh Kiều Thanh Thoảng, nhưng chưa được củng cố chứng cứ để xem xét trách nhiệm hình sự. Vì vậy, để tránh bỏ lọt tội phạm, kiểm sát viên đã đề nghị lãnh đạo viện trả hồ sơ vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra để yêu cầu điều tra bổ sung. Giai đoạn đầu thì cơ quan điều tra cũng chỉ khởi tố đối với một bị can, và sau đó quá trình điều tra thì do các bị can dùng thủ đoạn rất là xảo quyệt, là sau khi sự việc xảy ra thì là trốn khỏi địa phương và nhắn tin với nhau với cùng một cái nội dung nhằm đối phó trốn tránh với lại cơ quan điều tra. Thì qua quá trình đó thì kiểm sát viên trực tiếp là cũng đề ra những cái yêu cầu điều tra rất là sát với vụ án và yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố thêm những cái bị can khác, vì các cái chứng cứ thể hiện rất rõ là các bị can trong cùng vụ án mang cái tính đồng phạm với nhau, cho nên là được cơ quan điều tra làm theo yêu cầu của viện sát và vụ án cũng đã được giải quyết. Trên cơ sở yêu cầu điều tra bổ sung của Viện Kiểm sát, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã thu thập đầy đủ chứng cứ, chứng minh vai trò đồng phạm của Dương Văn Mãnh trong vụ án này, nên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Văn Mãnh về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên lúc này, do Mãnh đang bỏ trốn khỏi địa phương, nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra lệnh truy nã và quyết định tách hành vi của Dương Văn Mãnh để xử lý riêng trong một vụ án khác. Mới đây, cơ quan điều tra đã bắt được Mãnh và đang phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát sớm kết thúc quá trình điều tra để đưa đối tượng ra truy tố trước pháp luật. Riêng đối với hai đối tượng là Lương Đình Huy và Nguyễn Đức Thiện, quá trình điều tra bổ sung đã xác định được Huy và Thiện cùng tham gia cuộc nhậu tại nhà đối tượng Khoa, cùng theo Khoa đến quán cá nướng và có mặt khi cuộc ẩu đả xảy ra. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc, hai đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai
để xác định rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ án. Vì vậy, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra để làm rõ vai trò, hành vi của Huy và Thiện. Nếu có căn cứ, sẽ đề nghị xử lý sau. Ngày 5 tháng 8 năm 2020, trên cơ sở cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Dù có những ý kiến tranh luận trái chiều từ phía luật sư và bị cáo, song với những chứng cứ và lập luận sắc bén, kiểm sát viên đã bảo vệ được quan điểm truy tố của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Khoa 12 tháng tù, Nguyễn Thái Luân 10 tháng 4 ngày tù, đúng bằng thời gian tạm giam, và Nguyễn Hoàng Nam 9 tháng tù cùng với tội cố ý gây thương tích. Luật sư của bị cáo Nam thì cho rằng là bị cáo Nam chỉ phạm tội theo khoản 1, điều 134 của luật hình sự và đề nghị cho bị cáo Nam được hưởng án treo. Thì tại phần tranh luận thì kiểm sát viên cũng đã nêu được cái phân tích được cái vai trò đồng phạm của bị cáo Nam là có sự tiếp nhận ý chí. Ví dụ như cùng tại bàn nhậu thì có nghe được bị cáo Khoa nói là đi đánh nhau, rồi các bên cùng các bị cáo cùng xuất phát đi một lượt. Khi đến quán nhậu nơi mà bị hại đang ngồi nhậu thì cả ba bị cáo cùng vào quán một lượt. Rồi khi thấy bị cáo Khoa đánh bị hại thì bị cáo Luân và bị cáo Nam cũng xong đánh. Thì kiểm sát viên cũng phân tích được cái tình tiết của vụ án và cũng căn cứ pháp lý về điều 17 của luật hình sự để cho rằng là bị cáo Nam là có đồng phạm và phải bị truy tố theo khoản 2, điều 134. Sau phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Hoàng Khoa làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo, nhưng hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm. Giờ đây, tại trại giam Sông Cái, Nguyễn Hoàng Khoa đang phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Chỉ vì một phút nóng giận, thiếu kiềm chế, Nguyễn Hoàng Khoa đã lôi kéo nhiều đàn em vướng vào vòng lao lý. Không chỉ Luân và Nam, mà rồi đây sẽ có thêm Dương Văn Mãnh và có thể sẽ có thêm đối tượng khác theo chân Khoa vào chốn lao tù. Tưởng rằng dựng lên màn kịch để qua mặt các cơ quan chức năng, hòng chối bỏ mọi tội lỗi. Nhưng tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm và sự sắc sảo, tinh thông trong hoạt động nghiệp vụ của lãnh đạo, kiểm sát viên, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã buộc Khoa và những đàn em của mình phải trả giá đúng với mức độ hành vi phạm tội mà mình đã gây ra.